hai đại tướng Nga liên tục từ chối điện thoại của Lầu Năm Góc, cảnh báo kịch bản nguy hiểm. Kênh liên lạc cấp cao không thông suốt giữa lãnh đạo hai bộ quốc phòng Mỹ và Nga làm dấy lên lo ngại những tính toán sai lầm của hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới. Hai đại tướng Nga không nhấc máy. Theo báo Washington Post, trong suốt tháng diễn ra chiến sự ở Ukraine vừa qua, các nhà lãnh đạo quốc phòng và quân sự hàng đầu của Mỹ đã liên tục kết nối điện thoại để nói chuyện với những người đồng cấp Nga, nhưng mọi cố gắng của họ đều bị Moscow từ chối. Cụ thể, ngay khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley đã nhiều lần cố gắng thiết lập các cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nga Valery Gerasimov. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Zerskobai hôm thứ Tư ngày 23 tháng 3 cho biết cả hai vị đại tướng này đều không nhấc máy. Moscow và Washington vẫn duy trì các kênh thông tin nhằm giảm leo thang xung đột, nhưng theo một số quan chức Mỹ, thì việc đảm bảo liên lạc giữa các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao hơn là rất cần thiết để tránh xảy ra những tính toán sai lầm không mong muốn. Hoạt động liên lạc không thông suốt còn làm dấy lên lo ngại về kịch bản hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới có thể xảy ra một tính toán sai lầm lớn nào đó, thậm chí là xung đột trên chiến trường. Nguy cơ leo thang là rất cao nếu không duy trì được liên lạc trực tiếp giữa các quan chức cấp cao nhất. Ông James Stavridis, cựu tư lệnh tối cao lực lượng đồng minh NATO giai đoạn 2009-2013 cảnh báo. Rất nhiều phi công trẻ đang lái máy bay chiến đấu, điều khiển tàu chiến và thực hiện các hoạt động tác chiến ở Ukraine. Họ không phải là những nhà ngoại giao dày dặn kinh nghiệm, nên những hành động của họ trong bối cảnh chiến sự nóng bỏng có thể bị hiểu nhầm. James Stavridis nhấn mạnh. Chúng ta cần phải tránh viễn cảnh NATO và Nga vô tình bị cuốn vào chiến tranh vì các nhà lãnh đạo cấp cao không thể nhấc máy và giải thích cho nhau những gì đang xảy ra. Cảnh báo về kịch bản kinh hoàng. Việc Nga gần đây đã phóng tên lửa siêu thanh và các loại vũ khí tinh vi khác nhằm vào nhiều mục tiêu ở miền Tây Ukraine càng làm tăng căng thẳng nguy cơ, lan rộng một cuộc đối đầu giữa hai bên. Rob Lee, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại cho biết, rủi ro hiện nay rõ ràng đang tăng cao. Nga đang tấn công các mục tiêu ở phía Tây Ukraine, không xa biên giới các nước thành viên NATO và không quân Ukraine dường như cũng vẫn tiếp tục hoạt động từ khu vực đó. Nghĩa là máy bay của họ có thể bị nhầm với máy bay của NATO trên khắp tuyến biên giới. Theo Sam Sharap, nhà khoa học chính trị cấp cao tại Rand Corporation, thì các cuộc gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Milley về cơ bản mang mục đích khác chứ không chỉ là kênh giảm leo thang cuộc xung đột. Thứ nhất là tránh xảy ra xung đột chiến thuật, nhưng mục đích thứ hai lại mang hàm ý chiến lược. Điều quan trọng nhất là cần phải duy trì liên lạc ở cấp chiến lược để truyền đạt rõ ràng các lợi ích của chúng ta và cũng để hiểu rõ hơn về lợi ích của họ. Khi không có giao tiếp ở cấp độ đó, thì trong trường hợp xấu nhất, các giả định của họ dựa trên việc thiếu hụt thông tin sẽ dẫn đến hành vi nguy hiểm. Khi những diễn biến bất lợi của Nga trên chiến trường ngày càng rõ rệt và cuộc xung đột gần bước sang tháng thứ hai, thì các quan chức lo ngại rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể leo thang quân sự với hy vọng thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến. Trước đó, các vũ khí và chiến thuật nguy hiểm hơn có khả năng được triển khai, nguy cơ xảy ra xung đột sẽ rộng lớn hơn. Stavridis bày tỏ quan điểm một kịch bản ác mộng sẽ là tên lửa hoặc máy bay Nga tấn công phá hủy một sở chỉ huy của Mỹ trên tuyến biên giới Ba Lan-Ukraine. Nếu tình huống đó xảy ra, chỉ huy tại thực địa có thể phản ứng ngay lập tức vì nghĩ rằng sự vụ là tiền đề cho một cuộc tấn công rộng lớn hơn. Điều này có thể dẫn đến leo thang nhanh chóng và không thể đảo ngược, kể cả khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân. Union, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga đột nhiên mất hút. Điều gì xảy ra? Theo Union, lần cuối cùng ông Shoigu xuất hiện công khai là vào ngày 11 tháng 3. Các nhà báo đã không gặp được Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong 12 ngày. Bộ trưởng Shoigu đột nhiên mất hút. Hãng thông tấn Union của Ukraine cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bất ngờ mất hút trước công chúng. Lần cuối cùng ông Shoigu xuất hiện công khai là vào ngày 11 tháng 3. Các nhà báo đã không gặp được Bộ trưởng Quốc phòng Nga trong vòng 12 ngày. Theo Union, thông tin này đã được một số nhà báo điều tra Nga nêu thắc mắc, cụ thể như sau. Trước nay, ông Shoigu thường rất tích cực trên các phương tiện truyền thông. Cho tới ngày 11 tháng 3, ông Shoigu xuất hiện trên các bản tin gần như mỗi ngày. Nhưng giờ đây, ông hiếm khi được nhắc đến trên truyền thông. Không có các hình ảnh và video mới nào về ông được công bố. Hôm 11 tháng 3, ông Shoigu đã trao tặng phần thưởng cấp nhà nước cho các quân nhân Nga tham gia vào một chiến dịch quân sự đặc biệt.
Đây là video gần đây nhất có sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Nga. Ngày 18 tháng 3, ông Shoigu được nhắc đến trong một thông báo trên website của Điện Kremlin, trong đó nói rằng Tổng thống Nga đã thảo luận với các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về tiến trình của một chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Theo báo cáo này, ông Shoigu đã có mặt tại cuộc họp, nhưng hình ảnh và video ghi hình cuộc họp thì không được công bố. Cùng ngày hôm đó, kênh Channel One đã phát sóng thông tin về hoạt động trao tặng phần thưởng của ông Shoigu. Bản tin nói rằng sự kiện xảy ra hôm nay nhưng lại phát sóng hình ảnh cũ từ ngày 11 tháng 3. Tin tức mới nhất về ông Shoigu trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga cũng là từ ngày 11 tháng 3. Các nhà báo điều tra cho biết, không chỉ có mình ông Shoigu mất hút, sau ngày 11 tháng 3, cũng không có sự kiện công khai nào được báo cáo có sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov. Sự im lặng thú vị. Bình luận về sự mất hút đột ngột của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cố vấn tránh văn phòng Tổng thống Mikhail Podolak gọi đó là sự im lặng thú vị. Đồng thời lưu ý thêm rằng một số nhân vật chủ chốt của Nga khác cũng đã mất hút trong các luồng tin tức như Tổng tham mưu trưởng Nga Gerasimov. Trong bài đăng trên Telegram, ông Podolak có đoạn viết: ông Shoigu đã không xuất hiện trước công chúng trong khoảng 2 tuần. Ông ấy không có mặt trên các kênh liên bang và tại sự kiện công cộng. Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cũng mất hút. Ông Podolak lưu ý rằng chỉ có Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và thi thoảng là thư ký báo chí của Tổng thống Putin Dmitry Peskov xuất hiện trước công chúng. Đây là sự im lặng thú vị, ông Podolak bình luận. Mới đây trong ngày 22 tháng 3, ông Dmitry Peskov đã xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN và đưa ra bình luận khi được hỏi liệu ông có tự tin rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân hay không. Theo ông Peskov, Nga sẽ xem xét khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân khi thấy có mối đe dọa sống còn với nước này. Chúng tôi có một học thuyết về an ninh nội địa và điều đó đã được công khai. Quý vị có thể đọc trong đó để thấy mọi lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Do đó, nếu có một mối đe dọa với sự sống còn của đất nước chúng tôi, vũ khí hạt nhân sẽ được sử dụng theo học thuyết của chúng tôi, ông Peskov cho biết. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận nào trước thông tin do truyền thông Ukraine đăng tải liên quan tới Bộ trưởng Quốc phòng Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov. Trong bài đăng gần đây nhất vào ngày 4 tháng 3, hãng thông tấn RIA Novosti cho biết Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã có cuộc điện đàm với Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Pháp Thierry Pucas để thảo luận về tình hình xung quanh Ukraine. Tuy nhiên, hình ảnh đăng kèm với bản tin là một bức ảnh cũ của ông Gerasimov.